Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy thì hôm nay bên em mới về thêm được cái lô sản phẩm pin của Hukang, pin dòng xả 5C. Đấy, thực ra nếu mà bảo 5C thì nó không hẳn là quá xả quá là cao mà cũng không hẳn là xả là thấp. Đấy, tại vì pin của nó là pin 15 cell. Đấy, thế còn bán hàng ở góc độ thì nhà bán hàng nào cũng bảo mình là pin xả cao thôi để bán hàng cho dễ. Thế còn riêng đối với kênh em thì pin 5C, 10C, 15C dòng xả bao nhiêu và làm với việc gì cụ thể thì em đều có khuyến khích cho mọi người nhé. Đấy, quà này thì nó không phải là sản phẩm mới nhưng mà nó cháy hàng và nó đứt hàng rất là lâu rồi. Đấy, trước Tết mà nó về thì đảm bảo luôn là em bán con này cực kỳ nhiều luôn. Đấy, con này thì pin của nó là dòng pin 15 cell, tạm gọi là pin ABS. Đấy, tại vì hiện nay thì Hukang đang có 3 dòng pin khác nhau, một loại là pin ABS, một loại là pin Super, nó có hai loại, một loại là 10 cell 4A và một loại là 15 cell 6A. Đấy, ngoài ra thì Hukang có thêm một dòng pin 15C. Đấy, pin này theo như hãng đang gọi đó là pin Max. Đấy, em thì vẫn hay gọi là pin xả 15C. Đấy, thì theo thứ tự thôi, nó sẽ tương ứng với dòng xả. Đấy, 5C, 10C và 15C. Và mỗi dòng xả thì nó sẽ có những đối tượng khách hàng khác nhau. Đấy. Thế còn đương nhiên về tài chính chúng ta có, chúng ta làm nghề thì chúng ta phải đầu tư, hay là tài chính chúng ta có, kể cả chúng ta làm gia đình thì chúng ta nên sử dụng những cái quả pin xả càng cao càng tốt. Đấy, thứ nhất là để cho máy nó khỏe, hoạt động nó khỏe hơn và hiệu năng nó tốt hơn. Thế còn quả này thì nó là phân khúc hàng giá rẻ. Đấy, thế còn thông số nhá, thì Hukang bây giờ nó ghi rất cụ thể luôn về pin và về dòng xả cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, pin này là pin 15 cell dòng xả 5C và dung lượng của nó là 4.5A. Đây, đủ dung lượng 4.5A luôn. Thế còn những cái dòng cao hơn ấy thì nó sẽ ghi là dòng xả 10C. Đấy, đấy, nó rất rõ luôn, rất rõ luôn nhé. Hukang nó ghi rất rõ luôn, thậm chí trong tem nhập khẩu phụ này nó cũng rất rõ là 10C. Thế còn con này đây, pin 15C này. Đấy, thì nói qua về cái dòng xả một chút thì dòng xả nó giống như là khả năng làm việc của pin. Có những quả pin nó cùng dung lượng giống nhau. Đây, giả sử ví dụ như pin này là 4.5, pin này là 4 chấm, thì về dung lượng thì con pin ABS này nó là dung lượng cao hơn so với quả pin 10C, thậm chí là cao hơn so với quả pin xám 15C như này. Đấy, tại vì quả này thì vẫn là 4A thôi. Đấy, nhưng mà về dòng xả thì nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ mọi người công thức là nhân dòng xả của pin nhân dung lượng. Đấy, ví dụ như con này là pin 10C đúng không? Pin 10C một quả, dòng xả 10C một quả. Mà nhân 4A thì nó xả khoảng 40A. Thế còn con này là pin 15C mà nhân với 4A thì nó xả là 60A. Đấy, 40 và 60A đó là những dòng xả rất là cao rồi. Đấy, thông thường mà cô chú anh chị đi làm những cái máy mài nhá, ví dụ như là máy mài như này. Đấy, điểm cắt và sắt hộp với sắt V nó chỉ ăn dòng khoảng 20 đến 25A thôi. Thì những quả pin dòng xả cao nó làm cho máy họ chạy rất là khỏe, tua nhanh, chạy khỏe, hay là nằm nặng hơn, ví dụ tì đè đánh bóng thì nó vẫn chịu được. Đấy, trong khi những quả pin dòng xả nó thấp hơn. Đấy, ví dụ như pin 5C này thì có thể nó sẽ làm được những việc nó nhẹ hơn. Đấy, thế còn về dung lượng, ví dụ như hai thằng này này, ba thằng này mà đi chạy một cái quạt nhỏ nhỏ như này. Đây, ví dụ cho cô chú anh chị xem nhé. Đấy, ví dụ ba thằng này mà đi chạy quạt nhỏ nhỏ như này, mức độ ăn dòng quạt nhỏ như này nó cực kỳ thấp thì thằng này nó sẽ hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà đi làm về khoan bê tông, làm về đi rút lõi, làm về đi cắt cưa xích, làm về đi máy mài thì những quả 10C và quả 15C nó hiệu quả cao hơn. Đấy, thì pin này thì hiện tại nó làm vỏ là vỏ chống sốc ABS và mạch 3 MOSFET, dung lượng chuẩn là 4.5A. Đấy, tức là một cell pin của nó là cell 1.5. Đấy, thế còn những cái tụ kia thì nó là cell 2 chấm. Đây, cell của nó là cell 1.5, thì còn cell của nó là cell OEM. Đấy, dập nổi của Hukang luôn. Đấy, Hukang thì bây giờ nó chưa làm kiểu như là EVE hay Silicon gì đâu. Kể cả những dòng pin cao hơn thì nó vẫn là cell OEM của nó. Đấy, thì cái này giá hiện tại đang là 500.000 một pin. Và Hukang đang có chương trình tặng cho anh chị một cái sạc 1.5A. Đấy, sạc này là sạc bàn 1.5A. Đấy, 1.5A. Thế còn những dòng pin cao hơn, em cũng báo luôn trong cái video này nhá. Video này chính nó là test, nói cho mọi người về cái sử dụng quả pin này. Đấy, thế còn ví dụ như là pin 10 cell, pin Super. Đấy, pin Super, con này là 4A, pin 10C. Thì tặng một cái sạc 2A, thì giá của nó là 650. Đấy, không lấy sạc thì giá của nó là 500. Thế còn pin 15C, pin 15 cell dòng xả 10C 6A thì quả này là xả 60A thì nó giá là 790 tặng một cái sạc 2.5A. Đấy, sạc 2.5A thì hiện tại là sạc xịn sò nhất và nhanh nhất của Hukang rồi. Đấy, thế còn quả pin như này, pin 15C, pin xả cao nhất của Hukang thì con này là pin giá là 720 tặng cho mọi một cái sạc này. Đấy, không lấy sạc thì giá là 580, cũng rất là linh động luôn. Đấy, thế còn quả pin này nếu mà mọi người không lấy sạc thì giá của nó là 400.000 thôi. Đấy, thực ra bảo là pin không phải là xả cao thì cũng đúng, về thông số là đúng. Nhưng mà nó có thể làm được những cái việc ví dụ như máy mài, máy khoan bê tông
hay là thậm chí là em còn đi cả rút lõi cơ. Đấy, trên TikTok em có một video rút lõi đối với cả con Z1001 với cả pin này. Đấy, tất nhiên là không khuyến khích anh chị cô chú ở cường độ cao như là làm nghề, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta rút cũng không sao cả, được, không phải mức là kém đâu. Đấy, thì còn 4,5 mà nhân với cả pin 5C thì sạc của nó sẽ khoảng 22,5A. Đấy, dư sức làm một số công việc của máy may. Còn đi rút lõi thì cũng được nhưng không khuyến khích. Nói chung quả pin này thì rất là ok về dung lượng. Thứ hai là dòng sạc của nó mức tầm trung. Đấy, cho nên là mọi người dùng cũng phải lưu ý đúng việc, đúng mục đích nhá. Còn nếu mà anh chị nào mà đi cày bừa khoan bê tông những cái mũi to ấy, xuyên tường mũi 16 này, đấy, hay là thường xuyên đi rút lõi này thì nên đầu tư pin nó sạc cao hơn. Đấy, thì con này thì hiện tại đang có chương trình đó là ghép bộ với cả các cái sản phẩm. Đấy, ví dụ như là cái thân máy này là 600 này cộng với cả quả pin này là 500, có luôn cho mọi người một cái sạc thì là 1,1 triệu, thì em sẽ giảm 50.000 thì còn là 1,050 triệu là có một máy, một pin và một sạc. Đấy, đối với trường hợp con máy mài nữa, đấy, một cái dòng máy mài này, thì em cũng có hai sản phẩm để ghép bộ làm combo cho mọi người. Đấy, ví dụ như con máy mài của Brickman này, đấy, cùng hiệu với Hukan nhá, giá là 470, cộng với cả có pin 500 thì là 970, đúng không? Đấy, nhưng mà cộng thêm một cái pin nữa thì là 1,370. Đấy, tức là sẽ là mọi người sẽ có một máy này, hai quả pin và một sạc như này thì giá là 1,350,000. Đấy, tổng combo này là mọi người có hai quả pin dung lượng lên đến 9A và dùng máy mài được. Đấy, tương tự như này. Đấy, tương tự như này, thân máy mài này đó là thân con 6400BL của Hukan. Đấy, màu vàng, pin vàng đen cũng khá là hợp. 408 này cộng với 500 cộng với cả 400 quả pin nữa thì combo như này nó sẽ là 1,380,000, thì cũng giảm luôn cho mọi người 80.000, là còn 1,3 triệu tròn và báo ship cho mọi người. Đấy, ba combo này rất là ok luôn để mọi người sử dụng. Đấy, cũng tương tự như là con S88 thế thôi. Đấy, mọi người muốn sử dụng pin 15 cell cũng có ghép cho mọi người luôn. Đấy, 650 cộng với cả 500 là có sạc rồi đúng không? Thì là 1,150,000, thì còn giảm 50.000 thì là còn 1,1 triệu. Đấy, 1,1 triệu là một máy, một pin, 15 cell, một sạc. Đấy, bảo là 5C là thấp thì cũng không hẳn, tại vì thấp hơn của nó còn có những cái dòng 3C cơ. Đấy, những cái dòng đấy thì cái đợt mà cháy mù quạt năm ngoái anh em đóng rất nhiều. Đấy, cứ pin 10A nhưng mà chỉ cần 3C thôi, không cần sạc cao làm gì cả. Đấy, tại vì tôi dùng quạt thì tôi cần gì phải sạc cao. Đấy, nhưng mà con này thì dùng cũng mức rất là ok. Bây giờ sẽ đi test và lấy máy đo dòng cho mọi người nhá. Đấy, thì còn ở góc độ bán hàng thì em vẫn nói vui rồi đúng không? 100% anh em bảo pin của em đều sạc cao. Đấy, kể cả những anh em bán Makita nhái 199 240V thì vẫn bảo pin mình xả cao thôi. Còn nhưng mà bên em nói cụ thể luôn mọi người là xả bao nhiêu và làm việc gì thì nó sẽ ăn dòng khoảng bao nhiêu. Đấy, chuẩn xác nhất đó là cái máy này, không chạy đi đâu được cả về mặt thông số cả. Đấy, đây nhá, thì cái vôn của nó đang là 20.25. Đấy, khi mà nó chạy lên thì nó sẽ là mức ăn dòng đây. Ví dụ em chạy không tải nhá. Đấy, nó ăn dòng khoảng 7A. Thế còn ví dụ khi cắt này. Đấy, khi cắt này. Quay cho anh cả này đây. Đây, cả cái này này. Đấy, mọi người thấy đúng không? Nó ăn dòng chỉ khoảng 20A thôi. Tức là vẫn dưới khả năng làm của con pin này. Tại vì pin này sạc của nó là 22,5A. Đấy, thì nó có thể là làm được cả những việc mà 25-30A luôn, nhưng mà nó sẽ không quá là khỏe như những dòng pin mà xả 40 hay là xả 60. Đó, thế còn một công việc khác của máy mài pin ấy nặng hơn đó là dùng đá đánh bóng, là mọi người sẽ biết. Đấy, tại vì cái tiếp điểm của nó lớn hơn thì nó sẽ ăn dòng cũng sẽ lớn hơn. Đấy, đây một cái đá đây, mọi người nhìn nhá.
mọi người nhìn thấy đúng không? Thậm chí nó lên khoảng 30 35A nó vẫn không ngắt. Đấy, tức là mọi người hiểu hình dung như là ví dụ như dòng sản của con này là 22,25A thì tức là giống như con người ấy, chúng ta bê được 22 cân. Nhưng mà nếu cố thì chúng ta vẫn bê được 25 cân hoặc 30 cân. Đấy, nhưng mà nếu mà bê nhiều quá thì chúng ta sẽ bị mỏi. Đấy, tốt nhất là chúng ta làm những cái việc khoảng 25 cân đổ lại. Đấy, nó giống như là ăn dòng sả 25A này. Bây giờ em sẽ tì tiếp cho mọi người này. Đây, nhìn nó sáng quắc đây. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy đánh bóng một đoạn rất là sáng như này là ăn dòng toàn 30 trên 30A, thậm chí trên 35, 40A nó vẫn không ngắt. Đấy, cho nên là làm thì làm được, nhưng mà khuyến khích anh chị làm ở cường độ vừa phải. Còn nếu mà làm nhiều thì tốt nhất là chúng ta đầu tư cái quả pin Super hoặc quả pin xả 15C. Đấy, thì bây giờ sẽ đi rút lõi nhé. Đấy, test rút lõi, nhưng mà vẫn nói rồi, đó là không khuyến khích. Đấy, tại vì rút lõi của anh em thợ bao giờ đó cũng là rút ở trên cao, rút ở tư thế bất lợi. Còn bọn em rút ở góc độ là bán hàng thì rút ở tư thế nó thoải mái hơn. Đấy, và pin này thì nếu mà rút lõi thì ở mức độ ăn dòng là rút được, nhưng mà chúng ta nên dùng những quả pin nó dư để chúng ta dùng nó thoải mái nhá. Đây, tường gạch đặc 10 đây. Đấy, con này thì là của Mazula này, con này là anti kickback này, 120 new. Tường nhá, tường gạch 10, tường 10 gạch đặc này. Đấy, nếu mà cô chú anh chị trong Nam là gạch lỗ là còn ok hơn đấy, rút rất đẹp luôn. Đấy, mọi người nhá.